chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay là ngày rằm hội chùa keo các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ quay không khí hội chùa keo cho các bạn xem. Hôm nay thì rất là đông các bạn ơi. Đây, phía trước mặt mình đây là hội chùa keo rồi. Xa xa kia là những cây bồ đề cổ thụ. Khoảng sân này rất là rộng các bạn ạ. Trước kia thì mình hay vào chùa thì mình hay để xe trong khu vực này. Bây giờ thì chỗ này thì họ không cho để xe vào chùa trong chùa các bạn ạ. Khu vực này thì rất là đông này, tí nữa thì mình sẽ quay ra quay cho các bạn xem nhé. Hôm nay là ngày rằm và ngày chính hội chùa keo các bạn nhé. Trời hôm nay thì lất phất mưa. Cộng thêm thì hôm nay trời cũng hơi se se lạnh một chút. Đây, mình đã đến phía trước cổng chùa rồi các bạn. Đây là cái cột cờ giữa trước cổng chùa ấy. Sau đây thì mình sẽ đi vào phía trong mà. Hiện nay một số hộ kinh doanh bán hàng rong đã tràn vào khu vực sân ban quản lý. Đề nghị các lực lượng an ninh trật tự được phân công theo khu vực thực hiện nhiệm vụ.
để đảm bảo thông thoáng khu vực này theo quy định. Xin nhắc lại, hiện nay một số hộ kinh doanh bán hàng rong đã tràn vào khu vực sân ban quản lý. Đề nghị các lực lượng an ninh trật tự được phân công theo khu vực thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo thông thoáng khu vực sân ban quản lý theo quy định. Phía ngoài này rất là nhiều các Phật tử đang ngồi niệm kinh các bạn ơi, niệm kinh Phật. Đây, khu này là một dãy những tập quán bán đồ ăn nha các bạn nhé. Hôm nay ngày hội thì bán rất là nhiều đồ ăn này. Em ơi, ăn từ đây. Sân khá là ướt át và hơi bẩn một chút các bạn ơi. Nay trời mưa. Trời hôm qua thì đẹp hơn các bạn nhá, khô ráo và nắng đẹp hơn. Hôm nay thì trời mưa đúng ngày rằm. Hầu như năm nào thì cứ đến rằm là trời bắt đầu sẽ mưa các bạn nhé. Khu vực này thì họ bán cốm này, hạt dẻ này. Chuẩn bị có hội rước kiệu rồi các bạn ơi. Khu vực này họ đã chuẩn bị sẵn rồi, trống chiêng kiệu ô lọng. Hello.
đông rồi. Chính của chùa thì khá đông, mình không chui không đi được. Đấy, sau đây thì mình sẽ đi cổng phụ các bạn ơi. Bác bảo thế nào? Đi sang bên kia. Sau đây thì mình sẽ vào bên trong các bạn nhé. Cây đại quen thuộc các bạn ơi, cây đại rất là lâu năm rồi. Bây giờ mình sẽ sang này mình ấn một chút thì mình sẽ đi vào trong nhá các bạn nhé.
Đây là Thượng Điện Tam Bảo. Chỉ lấy mình lấy một que ở đây thắp. Chỉ cần thắp ngoài này thôi chứ. Cô ơi, cô xem đây cô. Biết là vào khu này hay không? Thank you.
trong khu kia khá là chật chội và chật chúc ạ. Cây ngọc lan này. Đây là tháp chùa Keo bạn nhé, rất là nổi tiếng này. Sau đây thì mình sẽ đi vào bên trong các bạn. Trong khu vực này là khuôn viên sau chùa các bạn ơi. Đây là hội trường của chùa các bạn. Rất là rộng. Đây là vườn Bình An. Vườn Bình An xin kính chào quý khách và tham quan chùa này. Đóng góp mỗi người 10.000 chung tay cùng vườn Bình An xây dựng ngày càng tốt đẹp hơn. Xin trân trọng cảm ơn quý khách, trẻ em tham quan được miễn phí. Vườn Bình An xin kính chào quý khách và tham quan chùa này. Đây là vườn Bình An các bạn ơi. Khu sau này thì họ trang trí rất là đẹp nhé, ta trồng hoa. Đây là khu vui chơi trẻ em này.
Cái khu này rất là rộng ạ. Mùa này thì hoa cúc vàng nở rất là nhiều. Rộng mà này, khu vườn thì khá là rộng. Đây có rất là nhiều loại hoa bạn này, hoa giấy này, hoa cúc này. Ok, sau đây thì mình sẽ đi qua đây đây. Để rồi lên tí ra rồi tí. Sao bà quê? Con này, ở hút chảnh nhỉ? Không hình à? Cái gì?
ok, bây giờ thì mình đã ra khỏi khu vườn rồi bạn ơi. Bây giờ mình sẽ quay lại chùa, mình quay lại cho bạn xem nhé. Vườn Bình An xin kính chào quý khách. 10.000 vào vườn. Tham quan chùa Bảy, đóng góp mỗi người 10.000 chung tay cùng Vườn Bình An xây dựng ngày càng tốt đẹp hơn. Xin trân trọng cảm ơn quý khách, trẻ em tham quan được miễn phí. Vườn Bình An xin kính chào quý khách và tham quan chùa Bảy. Là cửa hàng văn hóa phẩm Phật giáo các bạn. Sau đây thì mình sẽ vào đây mình xem một chút nhé. Trong này mùi hoa hồi khá là nồng các bạn ơi. Sau đây thì mình sẽ ra ngoài. Chui vào để xem. Dưới cái ao này thì họ đang đạp vịt này. Hôm nay thì không khí ao người ta đạp vịt rất là đông luôn nhé, ngày rất là nhộn nhịp. Hôm nay là ngày hội. Trước mình đi thì rất ít người ra đi đạp vịt nhé. Anh ơi, nhà mình hết giờ đạp đã lên kia giúp em ơi. Mà đi ăn cơm chùa ăn xong đi.
ra tầng ngoài này đúng không bạn? Ba thằng lên được cháu. Không khí càng lúc càng đông các bạn nhé. Hôm nay thì mình đi khá là sớm, hơn 7 giờ là mình đi, và bây giờ đã là hơn 9 giờ các bạn ơi. Bây giờ vẫn rất là đông ạ. Khu vực này rất là nhiều quầy bán hàng này. Đây có một cây gạo các bạn ơi. Trên đây là một cây gạo rất là to này. Thank you.
Ok, bây giờ mình đã ra ra ngoài cổng chùa rồi các bạn ơi. Đang bắt đầu đi rước kiệu các bạn nhé. Đây là cái tăng ni Phật tử đang niệm Phật. Đây là phía trên đê này các bạn ơi. Trên đê họ đứng rất là đông này. Sau đây mình sẽ đi ra bên ngoài này các bạn nhé. Rất là nhiều mùi hạt rẻ các bạn ơi. Hôm nay họ ra hạt rẻ rất là nhiều. Đặc sản bánh tre đây, bánh tre thơm ngon giòn đẹp như bánh tre Đây mình sẽ vào sân trong này các bạn. Trời đã bắt đầu mưa rồi. Bên kia thì họ bán rất là nhiều sản phẩm nhé các bạn nhé. Ghi các huyện này: Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Đông Hưng này, Tiền Hải này, Kiến Sương này, Vũ Thư này, của cả tỉnh Thái Nguyên nữa này.
khá là rộng các bạn này, rất là nhiều sản phẩm. Bây giờ thì mình sẽ vào đây một chút rồi mình sẽ đi ra ngoài các bạn nhé. Thứ hai, chúng tôi cũng mà đề nghị các cái lực lượng an ninh, các đồng chí công an huyện, công an các xã thị trấn được chưng dụng để chúng ta trở về đúng địa điểm đã được phân công. Các đồng chí tổ trưởng thường xuyên túc trực để đôn đốc các đồng chí trong lực lượng tổ của mình đảm bảo là các cái tổ theo vị trí phân công của chúng ta phải hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ được giao. Chúng tôi cũng đã bố trí các đồng chí thuộc lực lượng công an mật phục đấy. Là vì hôm nay là rất là đông cho nên là kẻ xấu thường lợi dụng cái chỗ đông người trà trộn để lấy các tài sản của công dân. Vì vậy chúng tôi đề nghị là các đồng chí công an trong cái tổ mật phục thì chúng ta cũng thường trực tại những cái vị trí đã quy định để kịp thời nhắc nhở cũng như là nếu phát hiện thì chúng ta truy bắt kẻ gian kịp thời để ngăn chặn hành vi trộm cắp tài sản của du khách xảy ra. Chúng tôi cũng rất là mong quý khách là trong điều kiện chúng ta về dự lễ hội thì chúng ta cần phải có ý thức để tự bảo vệ tư trang hành lý của mình. Chúng ta không nên mang theo nhiều tiền cũng như là những tư trang quý để kẻ gian có thể lợi dụng, và chúng ta cũng nên là có cái ý thức bảo vệ. Chúng ta vào trong đông người thì chúng ta phải thường xuyên quan sát xung quanh cũng như là luôn luôn là kiểm tra lại đối lý của mình và những tư trang khác để tránh việc kẻ gian có thể lợi dụng trộm cắp tài sản của bà con. Để lễ hội chùa keo mùa thu năm 2023 thành công tốt đẹp và đi xem về đất hương và thánh cầu mong nhiều tốt đẹp của gia đình, thì chúng tôi rất mong các lực lượng chức năng của chúng ta hoàn thiện tốt các nhiệm vụ tạo điều kiện cho người dân đến dân hương làm sao yên tâm phấn khởi vui vẻ.